đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng để chọn ra một bạn học sinh sinh viên sẽ tặng thẻ thưởng là 2 triệu đồng. Và 5 bạn học sinh sinh viên sẽ có 5 chiếc ba lô thật năng động để đến trường. Chúng tôi xin được giới thiệu thành phần tham dự ngày hôm nay. Về phía Lotte Cinema Canaville, tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Trâm Anh, đại diện ban quản lý Lotte Cinema Canaville. Và đặc biệt hơn hết, đó chính là các khách hàng, các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để cùng tham gia chương trình Sáng học bổng cùng tân sinh viên. Và trong tuần đầu tiên của chương trình Sáng học bổng cùng tân sinh viên, chúng tôi đã chọn ra được các bạn học sinh sinh viên cho 5 giải ba, 5 chiếc ba lô thật năng động và một giải một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Và sau đây tôi xin trân trọng đọc tên các anh chị, các bạn học sinh sinh viên có tên vui lòng bước lên sân khấu để nhận giải. Đầu tiên đó chính là 5 giải ba gồm có bạn Đào Lý Kiệt Trường, số chứng minh nhân dân là 02533580 và số điện thoại là 0120458532. Bạn thứ hai là bạn Nguyễn Xuân Dốc, số điện thoại là 0937857793. Bạn thứ ba là bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, số chứng minh nhân dân là 331794345. Số điện thoại là 0121430-7961. Bạn thứ tư là bạn Huỳnh Hữu Lộc, số chứng minh nhân dân là 272575276. Số điện thoại là 0165950576. Và cuối cùng là bạn Nguyễn Thị Kim Yến, số điện thoại là 0163877-4656. Tôi xin được trân trọng kính mời các bạn có tên vui lòng chúng ta hãy bước lên sân khấu để chúng ta cùng nhận giải ạ. Rồi các bạn bước tiến thẳng vào bên ra của chúng ta luôn ạ. Xin kính mời chị Nguyễn Thị Trâm Anh, đại diện cho ban quản lý Lotte Cinema Canaville, chúng ta trao những chiếc ba lô thật năng động cho các bạn. Xin kính mời chị. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn chị. Và suất học bổng 2 triệu đồng của tuần thứ nhất đã thuộc về bạn Phan Thị Tú Anh với số chứng minh nhân dân 26135-36571 và số điện thoại là 0916-297-591. Vì lý do không thể liên hệ được với bạn nên suất học bổng của chúng ta trong tuần thứ nhất sẽ bị hủy. Tiếp theo chương trình sẽ đến với phần bốc thăm trúng thưởng của tuần thứ hai, tuần từ ngày 23 tháng 8. Và sau đây tôi xin mời lên sân khấu một anh ngồi kế bên chị Trâm Anh, là một khách hàng sẽ lên để bốc thăm chọn ra những bạn học sinh sinh viên chúng được 5 giải ba, 5 chiếc ba lô thật năng động. Xin kính mời anh ạ. Em chào anh có thể giới thiệu tên với lại hiện tại anh đang công tác ở đâu không ạ? Vâng, và đứng kế dưới đây đó chính là anh Điệp, hiện đang công tác tại điện công ty điện thoại Samsung. Và anh Điệp của chúng ta sẽ bốc ra 5 phiếu, sẽ trúng 5 chiếc ba lô năng động của Lotte Cinema Canaville. Rồi xin kính mời anh ạ. Số điện thoại 0186-737-3725. Bạn học sinh sinh viên chúng được chiếc ba lô đầu tiên đó chính là bạn Võ Thị Thanh Ngân với số điện thoại là 0186-737-3725. Và đại sinh viên tiếp theo xin kính mời anh. Bạn thứ
02 Nguyễn Nhật Song Ngân, số điện thoại 012 15 1 5 3 1 1. Bạn học sinh sinh viên thứ hai đó là bạn Nguyễn Nhật Song Ngân với số điện thoại là 0121 519 5311. Bạn thứ ba Huỳnh Bảo Lâm, số điện thoại 0983 109 036. Bạn học sinh sinh viên thứ ba đó là bạn Huỳnh Bảo Lâm với số điện thoại là 0983 109 036. Và bạn sinh viên thứ tư xin kính mời ạ. Bạn Mai Tấn Tài, số điện thoại 0902 625 050. Bạn sinh viên thứ tư đã may mắn trúng được chiếc ba lô của Lotte Cinema, đó là bạn Mai Tấn Tài, số điện thoại là 0902 625 050. Và bạn thứ năm Võ Hoàng Dũng Phúc, số điện thoại 0933 222 165. Và bạn sinh viên cuối cùng đó là bạn Võ Hoàng Diệp Phúc, số điện thoại là 0933 222 165. Vâng, rất cảm ơn anh Điệp đã rút ra 5 phiếu thăm để có được những phần quà hấp dẫn các bạn học sinh sinh viên. Xin cảm ơn anh ạ. Và phần đặc biệt nhất cho buổi tối ngày hôm nay đó chính là một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng dành cho một bạn học sinh sinh viên trong tuần thứ hai của chúng ta. Và trong buổi tối ngày hôm nay có một sự góp mặt của một thầy giáo, và thầy giáo đó đang ngồi kế một người quản lý rất là xinh đẹp ạ. Xin mời, đây chính là thầy Vương, là một người đã đang hiện tại đang công tác trong ngành giáo dục. Và em xin mời thầy tiến lên trên sân khấu để chúng ta hãy bốc một lá thăm cho một bạn học sinh sinh viên sẽ trúng một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Em xin kính mời thầy ạ. Vâng, và trước khi bốc thăm, thầy có thể giới thiệu đôi lời về bản thân thầy và cũng như là thầy đang hiện tại công tác ở đâu được không ạ? Mình xin giới thiệu mình hiện tại mình đang công tác ở trường Nguyễn Trãi và chuyên ngành toán cấp 3. Mình xin giới thiệu tên Nguyễn Quốc Vương. Cảm ơn thầy Vương ạ. Vậy thầy cho em hỏi thì thêm một câu nữa nha thầy. Và khi mà thầy đến đây để mà tham gia rút thăm trúng thưởng cho các bạn học sinh sinh viên, khi mà những ngày tụ trường sắp đến thì cái cảm giác của thầy khi mà có được những phần quà cho các bạn trong những ngày tụ trường thì cái cảm giác ấy như thế nào ạ? Khi thầy nghĩ như thế nào về Lotte Cinema? Cảm giác của mình rất vui khi nhìn thấy các bạn học sinh nhận được những phần quà thật xinh xắn và hấp dẫn hơn là trị giá là 2 triệu đồng cho học sinh. Rất cảm ơn những lời chia sẻ rất thật của thầy ạ. Và xin mời thầy hãy tiến hành bốc một lá phiếu cho một bạn học sinh sinh viên sẽ trúng một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Em xin kính mời thầy ạ. Họ tên của bạn là Lý Hoàng không? Họ tên đầy đủ là Lý Thoan Kiệt, sổ chứng minh nhân dân là 27251116, số điện thoại là 098 299 2710. Và chủ nhân của suất học bổng trong tuần thứ hai chúng ta đã có đó là bạn Lý Hoàng Kiệt, số chứng minh nhân dân là 27251169, số điện thoại là 0982992710. Vâng, rất cảm ơn thầy ạ. Và Lotte Cinema Galaxy có một phần quà muốn gửi đến thầy. Xin mời chị Trâm Anh, đại diện quản lý Lotte Cinema, xin gửi đến thầy một phần quà thay cho lời cảm ơn ạ. Thầy và chị có thể đứng trên đây để mà chụp một tấm hình lưu niệm. Vâng, em cảm ơn thầy. Có chủ nhân đó là các bạn học sinh sinh viên, đó sẽ là một cái nguồn đăng lên Facebook của
website của Lotte Cinema. Và những bạn trúng thưởng ngày hôm nay, chúng ta sẽ được trao giải trong tuần thứ 3, tuần từ ngày 24 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 8. Rất cảm ơn các anh chị, các khách hàng đã cùng tham gia cùng với Lotte Cinema trong chương trình Săn Học Bổng cùng Tân Sinh Viên tối hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị.